sẽ vào lại các bác nhá. Vừa rồi em thấy bên em nó bị giật, nó đứng luôn cả hình luôn. Em sẽ vào lại này. Khách hàng thân yêu của em vào lại cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em được không ạ? 0354602790. Em sẽ ghim lại số điện thoại vào đây nha. Em chào anh Cường nhất, chào anh Thanh Vũ nào. Khách hàng thân yêu của em Hương ơi, vào lại giúp em, vừa rồi mạng nó có một chút sự cố nhé. Em sẽ like lại này. Số điện thoại em ghim ở đây rồi. Chào bác Giang Hân, chào bác Thanh Vũ này, chào bác Cường nhất này. Chia sẻ cho em đây Hương nào, em sẽ vào lại nhé. Quá là buồn luôn khi mà mạng có vấn đề. Anh Bùi Tấn ơi, chia sẻ lại cho em nào, em sẽ là báo giá lại đây. Cảm ơn khách hàng đã quay lại cùng em Hương này, em sẽ báo giá tiếp nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Accent số sàn đời 2018 này em này, form dáng sedan 2 đầu số sàn biển 98 với lớp sơn màu đen đẹp. Xin nhan được tích hợp ở trên gương rồi. Động cơ trang bị 1.4, giá chào bán là 416 triệu. Anh Thành Vũ quan tâm Vios 2018 của em à. Em Hương mới về một chiếc xe Vios màu đen đẹp đời 2018 nhưng form dáng 2019. Giá chào bán là 399 triệu. Nhưng mà em đang cho đi dọn nội thất một chút nữa nhá. Anh Thanh Vũ ơi, để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình chiếc xe Vios siêu phẩm của em Hương luôn. Vừa mới cập bến bên em Hương, em chỉ chụp qua ảnh thôi mà rất là nhiều khách hàng quan tâm và để lại số điện thoại. Anh Thanh Vũ ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Vios 2018 form dáng 2019 399 triệu cực đẹp luôn. Máy trắng, nội thất số, máy số thì cực ngon. Để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho anh nhé. Đây ạ, Hyundai Accent của em Hương đây. Một siêu phẩm Hyundai Accent đời 2018, động cơ trang bị 1.4. Giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? Giá chào bán là 416 triệu, động cơ trang bị 1.4. Em chào anh Phạm Đức Mích Đức Minh này. Chào anh Đàm Giác Nguyên này. Kết nối Zalo cho em nhé, 0354602790. Em sẽ tư vấn cho mình. Anh Thanh Vũ để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn cho anh nhé. Kết nối Zalo cho em, tư vấn cho mình về khách hàng nhà mình, về chiếc xe Vios siêu lút của em Hương ạ. Em chào anh Nguyễn Đăng Quang này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao, một chiếc xe Kia Sportage phiên bản giới hạn đây ạ. Số tự động 5 chỗ ngồi gầm cao. Giá chào bán 466 triệu đời 2010. Phanh ABS chống bó cứng, gương kính cụp chỉnh điện, xi nhan trên gương, túi khí an toàn, đầy đủ công nghệ đồ chơi. Cửa sổ trời toàn cảnh full HD không che các bác nhé. Không, full HD không che luôn. Phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Em này là bản limited của em Hương đây ạ. Màn hình giải trí, ghế da chỉnh ghế da này, zin đẹp luôn, cửa sổ trời đầy đủ rồi. Chiếc xe Kia Sportage này của em Hương đang bán là 466 triệu, còn thương lượng thêm về lộc lá. Và lộc lá nếu như khách hàng nào đang quan tâm về chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao với lớp sơn màu đen đẹp của em Hương ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Quan tâm mẫu xe nào thì em sẽ kết nối Zalo, em sẽ tư vấn cho mình nhé. Anh Thanh Vũ ơi, để lại số điện thoại cho em sẽ tư vấn cho mình nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao nữa đây. Một siêu phẩm Ford EcoSport màu trắng đẹp biển 24. Dạ vâng, em cảm ơn anh Tấn này. Thật sự mạng em đã nâng cấp đời mạng rồi mà sao nó vẫn bị lóng, hay là trời nó lắng quá, điện thoại nó bị lóng, nó báo chậm nên anh ạ. Chào Ngọc em nhé, chia sẻ cho chị lên trang cá nhân và hội nhóm. Anh Tấn ơi, chia sẻ giúp em nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao, một chiếc xe EcoSport mà giá chưa đến 400 triệu. SUV màu trắng đẹp đây ạ. Bản Titanium cao cấp nhất. EcoSport đời 2014, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.4. EcoSport đây ạ. Động cơ trang bị 1.5, xin lỗi này, động cơ trang bị 1.5. Em Hương đang bán dưới 400 triệu đây ạ. 395 triệu có xe 5 chỗ ngồi gầm cao đi. Cửa lóc đầy đủ, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí em này thì rất là nhiều túi khí an toàn luôn. Rất là nhiều túi khí an toàn cho dòng xe EcoSport của em Hương nhé.
dưới 400 triệu có xe 5 chỗ ngồi gầm cao đi rồi. EcoSport 2014 ạ, số tự động đẹp, nước sơn màu trắng xịn xò luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao thì có Kia Sportage ở đây ạ. Kia Sportage em Hương đang bán là 466 triệu. Còn nếu như mà quan tâm về xe 7 chỗ ngồi gầm cao thì em có một chiếc xe Captiva màu đồng, 7 chỗ ngồi số sàn đời 2007. Em Hương đang bán chiếc Captiva này với giá là 215 triệu. 215 triệu cho chiếc xe Captiva của em Hương nhé. Em chào anh Cơ Khí Hương Linh này, chào anh Hà Tùng này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Captiva số sàn 215 triệu, giảm kịch sàn trên livestream còn 210 triệu thôi. 205 triệu thôi. 205 triệu cho chiếc xe Captiva của em Hương đây ạ. Em chào anh Lê Quyết Tiến. Anh Quyết Tiến ơi, quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại em tư vấn cho anh nhé. 7 chỗ ngồi em còn có Captiva số tự động nữa đây. Chiếc Captiva số tự động này em Hương đang bán là 228 triệu. Trên livestream em sẽ để cho mình giá chỉ còn có 218 triệu thôi. Ăn cơm chưa em Hương, chân dài em chưa anh ơi. Cứ phải là 12 giờ livestream xong là phải 1 giờ anh nhá. 1 giờ mới đến giờ dùng cơm của em Hương. Hyundai Avante, Hyundai Avante em còn đời, em mới về một chiếc màu trắng đời 2017 anh nhá. Anh Lê Quyết ơi, em có Hyundai Avante nhanh nhá. À Avante à. Ê lên cha. Anh Lê Quyết ơi, anh Lê Tiến Quyết ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Em có đây anh ạ, nhưng đang về thôi nên là chưa có ở showroom nên chưa quay được rồi. Để lại số điện thoại em tư vấn cho mình nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio. Kia Rio đời 2012, nước sơn màu đỏ đẹp. Em này bản hatchback này. Hatchback đẹp, giá chào bán là 340 triệu. Biển Hà Nội 340 triệu nhé. Xin nhan trên gương. Cửa lóc đầy đủ rồi, máy số zin đầy đủ, đồ chơi công nghệ. Form dáng hatchback nước sơn màu đỏ đẹp, 340 triệu. Trên livestream ngày hôm nay còn 330 triệu cho những bác nào đang quan tâm về dòng xe Kia Rio số tự động đẹp của em Hương đây ạ. Còn bên đây em có một cặp Vios này. Em Hương có một cặp Vios nhá. Vios bản E đời 2008, 2009 này, giá chào bán 208 triệu, nước sơn màu đen đẹp. Vios biển 99 đời 2010, giá chào bán chỉ có 206 triệu thôi. 200 triệu một chiếc xe Vios cho khách hàng nhà mình quan tâm mẫu xe nào. Em chào anh Văn Khương này. Em chào bác Hoa Rơi Cửa Phật này. Chào bác Nguyễn Tô này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Vừa rồi mạng nó hơi trục trặc nên em phải vào lại các bác nhé. Thông cảm giúp em vào lại và chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Quan tâm về bán tải thì em Hương rất là nhiều bán tải này. Trước mắt khách hàng là một chiếc xe Nissan Navara đời 2017, giá chào bán chỉ có 535 triệu thôi. Chiếc bán tải này số tự động 2 cầu, à 1 cầu máy dạ máy dầu nhé. Số tự động Nissan Navara 1 cầu máy dầu, bản này 2.5, số tự động đẹp và lên thùng thấp rồi. Gương kính cụp chỉnh tự động, xi nhan trên gương cho em nè. Xe cực đẹp luôn. Em chào anh Trần Trọng Lích này. Anh Lích ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em. Ở đây thì em còn có Kia Morning này. Kia Morning đời 2016, động cơ trang bị 1.2, em này số sàn. Giá chào bán là 218 triệu. 218 triệu cho chiếc xe Kia Morning của em Hương nhé. Chào anh Lương Đình ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Hôm nay khách hàng vào hơi ít so với mọi ngày. Vì khách hàng à. Em chào anh Nguyễn Lê này. Em chào anh Lê Nguyễn này. Giờ mới nhìn rõ ánh đại diện của anh trai. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2015 nhập khẩu số tự động bản Blue cao cấp, động cơ trang bị 1.4, giá chào bán là 383 triệu đời 2015 nhé. Gương kính thì cụp chỉnh này, xin nhan trên gương, có giải đèn nét rồi. Đầy đủ đồ chơi, phanh ABS nhé, cửa lóc đầy đủ này. Bác Lê Nguyễn chốt xe nào để kết nối Zalo cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Một chiếc xe Accent 3 đời 2015, giá chào bán là 383 triệu. Em còn một chiếc màu đỏ 2011 hơn 300 một chút xíu nữa, nhưng ngày mai thì mới về được.
Em trao đăng cho đi dọn dẹp một chút rồi. Bên đây thì còn có một chiếc xe Y30. Nếu như Y10 mà nhỏ quá, ngắn quá thì em có Y30 nhé. Biển thủ đô Hà Nội, Y30 đời 2009 nhập khẩu, nhập hàn nguyên chiếc. Động cơ trang bị 1.6 số tự động đẹp, 308 triệu, còn 300 triệu tròn trên livestream, 300 triệu tròn. Trên livestream ngày hôm nay, màn hình giải trí, đề lộ thông minh, túi khí an toàn đầy đủ hết rồi, cam hành trình và có luôn cả cam lùi, 300 triệu tròn. Cho chiếc xe Y30 sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế, cửa lóc đầy đủ rồi. Chào anh Hải Nguyễn ạ. Bên đây thì còn có một chiếc xe EcoSport này, một siêu phẩm 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport đời 2016, nước sơn màu nâu đẹp. Giá chào bán là 425 triệu. 425 triệu, động cơ trang bị 1.5, số tự động đẹp các bác nhé. Ở đây những bác nào mà yêu thích dòng xe Mazda form dáng thì trông rất là sang trọng, máy số thì ngon, thì em Hương có một chiếc Mazda 3 bản sedan 2 đầu cực đẹp luôn. Sở hữu nước sơn màu đỏ đẹp, gương kính cụp chỉnh auto, cửa lóc đầy đủ đây ạ. Đây là nội thất bên trong của chiếc xe Mazda 3. Em này thì sẽ có phanh tay điện tử này, hai chế độ lái rồi, hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, hỗ trợ trơn trượt cho mình, có khóa cầu vi sai, hai chế độ lái thường và chế độ lái thể thao. Hai chế độ lái nhá, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, có cả hỗ trợ gẩy số thể thao rồi. Giá chào bán là 555 triệu, đời 2017, Mazda 3 form dáng cực kỳ sang trọng. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em các bác nhé. Chống bó cứng đầy đủ cho em luôn. Xe quá là đẹp luôn. Ở đây những bác nào mà đang quan tâm về chiếc xe Y10 bản sedan 2 đầu của em Hương, em Hương mới về một chiếc xe Y10 đây ạ. Y10 bản sedan 2 đầu với lớp sơn màu bạc đẹp, được sản xuất vào năm 2016 nhé. Em này là bản sedan 2 đầu rồi, biển 34 nhé, form dáng rất là cứng cáp. Y10 bản đủ 2016, động cơ trang bị 1.2, giá chào bán là 289 triệu. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, số sàn cao cấp đây ạ. Nhá qua một chút hình ảnh cho khách hàng nhà mình cùng xem. Cho chiếc xem chiếc Y10 của em Hương. Y10 bản sedan, bản đủ 2 đầu nha các bác nhé. Em này là bản sedan 2 đầu, giá chào bán 289 triệu, đầy đủ đồ chơi rồi. Nhôm kính Việt Nam, em chào anh bác nhôm kính Việt Nam này bà. Bán tải em có nha, em sẽ quay luôn cho anh này. Anh quan tâm về số sàn hay số tự động nhỉ? Ở đây em có một chiếc bán tải Nissan Navara đời 2017, em này số tự động một cầu, giá chào bán 535 triệu ạ. 535 triệu cho chiếc xe bán tải của em Hương này. Máy dầu một cầu nhá, số tự động đẹp 2.5. Bên đây thì còn có một chiếc xe bán tải Ford Ranger đời 2013. Em này thì là số sàn duy nhất đang có tại bên Lê Hương Ô tô Hải Dương ạ. Đời 2013 nhập khẩu, số sàn 2 cầu máy dầu, số sàn 395 triệu. Chiếc bán tải Ford Ranger biển Hà Nội của em Hương, em này thì chưa lên thùng các bác nhé. Khách hàng thân yêu của em Hương ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Thật sự nếu như mà livestream nhiệt huyết như thế này mà khách hàng không tương tác, không vào nói chuyện cùng với em Hương buồn lắm ạ. Nên là mỗi khách hàng ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Bán tải em còn có tiếp này, một chiếc bán tải Isuzu D-Max 2 cầu máy dầu số tự động đời 2016 và đăng ký lăn bánh cuối tháng 12/2017 này. Isuzu D-Max bán tải của em Hương đây ạ. Đây là một chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng mà mọc thêm đuôi nha các bác nhé. SUV 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng mọc thêm đuôi này, Isuzu D-Max đây. Nước sơn màu đỏ đẹp, máy số zin một chủ sử dụng, zin đẹp toàn xe luôn. Tổ hợp phím bấm tăng gọi, giảm âm lượng trên vô lăng. Màn hình này, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Giá chào bán 535 triệu. Nhập khẩu, máy dầu 2 cầu, số tự động đẹp đây ạ. Isuzu D-Max bán tải đây.
Đồ điên. Mang cho ai uống chưa? Chưa thế mang vào đi. Bán tải Ford Ranger 2 cầu số sàn 2013 350 bán không ạ? Anh ơi, nếu như mà giảm 45 triệu thì thật sự nó rất là khó vào việc. Nếu như anh thiện chí em sẽ bớt cho anh 15 triệu luôn. Bình thường em chỉ bớt 10 triệu đồng trên livestream luôn, bớt luôn 10 triệu đồng. Bình thường em chỉ bớt 5 triệu thôi, nhưng nếu như anh chốt trên livestream em đẻ triệu cho mình là 10 triệu đồng. Bớt 11 triệu. Thì bớt 11 triệu. Bớt luôn 10 triệu nhá, để lại số điện thoại em tư vấn anh ơi. Anh Phạm Bảo Ngọc ơi, để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Ở đây em còn một chiếc bán tải nữa này. Một chiếc bán tải Nissan Navara đời 2014, đăng ký lăn bánh 2015. Em này cũng là số tự động đẹp đây ạ. Giá chào bán 398 triệu, tức là hai cầu máy dầu số tự động dưới 400 triệu. Em có bán tải Nissan Navara đây ạ. Còn chiếc bán tải Ford Ranger kia mà bốt 45 triệu là em không vào việc được rồi. Cố lên em gái ơi, mọi người vẫn đang xem đây, em cảm ơn anh ạ. Thỉnh thoảng Facebook nó lại bóp tương tác là em chỉ nói một mình em nghe thôi. Nhưng mà em vẫn muốn là làm một cái video chi tiết livestream này để nhiều khách hàng buổi tối có bận, à buổi trưa bận thì buổi tối về xem lại. Chứ nếu như livestream em nói nhiệt tình, nhiệt huyết như thế này mà không ai vào nói năng gì em cũng buồn lắm ạ. Em chào anh Ngô Thanh Đức này. Anh Phạm Bảo Ngọc ơi, để lại số điện thoại kết nối qua Zalo cho em. Anh Nhôm Kính Việt Việt Mai ơi, để lại số điện thoại kết nối qua Zalo cho em sẽ tư vấn cho mình, để cho mình một cái giá thật là đẹp luôn. Ở đây khách hàng nào mà đang quan tâm về dòng xe Innova 7 chỗ ngồi thì em Hương có Innova 7 chỗ ngồi tư nhân sử dụng, không taxi và không khoan đục. Đời 2007, em này bản G, số sàn động cơ trang bị 2.0, biển Hà Nội một chủ sử dụng, cam kết không đâm xô, không ngập nước. Giá chào bán là 240 triệu. 240 triệu còn thương lượng thêm và bớt lọc lá cho mình. Em chào chị Tươi Tỉnh này. Chào anh Khương Khương nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 này. i10 đời 2014, số sàn em này thấp nhất trong dòng i10 em đang có này. Đời 2014 i10. Giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? 195 triệu. Vào chốt đi, ông cảm ơn anh Khương Khương nhá. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Ở đây em có số 7 chỗ ngồi, số sàn là Innova. Và em mới về thêm một chiếc xe Xpander 7 chỗ ngồi số tự động luôn. Xpander 7 chỗ ngồi số tự động đây ạ. Siêu xuất sắc luôn các bác nhé. Xpander này em quay luôn cả bảng thông số này, mức tiêu hao nhiên liệu của xe Xpander. Một chiếc xe Xpander đời 2020 form dáng mới rồi. Mức tiêu hao nhiên liệu 8,5 lít trong đô thị, còn nếu như ngoài đô thị và đường kết hợp chỉ từ 6 đến 5 lít thôi. Mang trong mình hỗ trợ là động cơ EcoBoost, nên là siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Máy là máy Eco nhá. Xpander form dáng mới này, đời 2020, động cơ trang bị 1.5, lại còn là máy Eco, siêu siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn là chiếc xe Xpander của em Hương đây ạ. Hiện tại Xpander đang là một trong những cái dòng xe đứng đầu thị trường về dòng xe 7 chỗ các bác nhé. Nếu như mà đi gia đình đông người rất là ổn định và ok, tiết kiệm nhiên liệu, mình có chạy taxi hay dịch vụ thì vẫn còn có công. Vì với động cơ trang bị 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu rất là ít thôi, thì mình có đi dịch vụ vẫn còn có công các bác nhé. Nội thất bên trong zin đẹp luôn. Xpander tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh chân vô lăng. Màn hình giải trí cam lùi đề lỗ thông minh, có luôn cam hành trình rồi. Táp ly táp lô này, từng con ốc đẹp như thế này cơ mà. Đẹp như thế này cơ mà. Hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ cho em. Xpander đời 2020 590 triệu. Và em Hương đang về thêm hai chiếc xe Xpander đời 2019 số tự động. Giá chào bán là 565 triệu. Bác nào mà đang quan tâm về dòng xe Xpander thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 ạ. i10 bản hatchback thì em Hương rất là nhiều, nhưng i10 bản sedan em chỉ có 2 chiếc thôi. Vừa rồi là một chiếc màu bạc, bây giờ em đã sẽ quay lên một chiếc màu trắng này. i10 bản sedan đây ạ. Cam lùi đầy đủ bản 2 đầu. Ốp hết mạ chrome tay nắm cửa rồi.
i10 đời 2016 động cơ trang bị 1.2, giá chào bán 255 triệu. 255 triệu cho chiếc xe i10 bản sedan của em Hương. Động cơ trang bị chỉ có 1.2 thôi. Đây là chiếc xe i10 bản sedan 2 đầu duy nhất còn có bên em. Một chiếc 2017 nữa em Hương đang về nhưng có khách rồi. Xe đẹp luôn nên là khách chốt luôn rồi. Anh Quân Nhựa Đài Loan ơi, em thấy con Lacetti màu ghi à? À, con đấy là màu xanh xám đá anh nhá. Các anh về. Vâng, em chưa đến giờ nghỉ ạ. Anh ơi, em sẽ quay lại cho anh con Lacetti anh Quân Nhựa Đài Loan nhá. Đây Lacetti. Em này thì đời cao cấp hơn Lacetti một chút, nó là CDX anh ạ. CDX nhập khẩu đời 2009, số tự động đẹp. Động cơ trang bị là 1.6 này. Giá chào bán chỉ có 238 triệu thôi. 238 triệu cho chiếc xe CDX. Em này đến từ nhà Daewoo, hơn Lacetti một bậc nhưng mà máy số cực ngon luôn. Với tầm kinh tế mà trên 200 triệu thì đi em này quá là đẳng cấp rồi. Xin nhăn trên hông, cửa lóc đầy đủ. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí. Đây ạ. CDX nha anh Quân ơi. Anh Quân Nhựa Đài Loan ơi, chắc anh làm về nội thất rồi. Đây nhá, xe này form dáng rất là đẹp luôn. Bản sedan hai đầu khoang hành lý cực kỳ rộng nhá. 238 triệu anh Quân Nhựa, để lại số điện thoại cho em nhá. Em chào anh Trung Vũ này, chào anh Hoàng Đình Thắng này. Cô gái vừa chịu khó lắng thế nay vẫn là giới thiệu nhiệt tình, em cảm ơn anh nhá. Thứ ba có mặt tại Hải Dương sẽ qua xem, hôm nay là thứ mấy anh nhỉ? Hôm nay thứ bảy đúng không ạ? Thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, 4 hôm nữa. Nếu mà anh qua được tốt sớm thì là alo em. Còn nếu như mà muốn đặt cọc xe thì cứ cọc cho em tầm 5 đến 10 triệu. Em giữ xe cho mình. Nếu như đến xem xe không ưng ý em lại hoàn cọc cho mình. Còn anh sắp xếp được qua sớm là tốt anh nhé. Cho để lại số điện thoại em sẽ kết nối Zalo, em gửi định vị cho anh. Phân khúc hơn 200 triệu mà đi được số tự động, cửa lóc đầy đủ đồ chơi thì chỉ có thể là CDX thôi. Tham khảo bán tải, anh Khương Khương ơi, bán tải đây nhá. Một em Isuzu D-Max một chủ sử dụng máy số zin, sơn zin bên ngoài phải lên đến 95%. Máy dầu hai cầu số tự động đẹp. Isuzu D-Max nước sơn màu đỏ đẹp đây ạ. Nội thất zin, máy số zin, 535 triệu đời 2016, đăng ký cuối tháng 12/2017. Giá chào bán là 535 triệu cho chiếc bán tải này. Đây là một em 5 chỗ ngồi gầm cao SUV nhưng mà lại mọc thêm đuôi nên người ta gọi là bán tải các bác nhé. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. Nhập khẩu số tự động đẹp, màn hình giải trí này. Bác chủ cũ là một người yêu nhạc Bolero. Rất là nhiều loa đài trong đây. Và có cả cam hành trình mà to đùng vật vã luôn rồi các anh này. Nghe nhạc giải trí rất là hay luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao. Em còn có cả BT50 này, Nissan Navara này và có cả Ford Ranger số sàn. Để lại số điện thoại, kết thúc livestream em sẽ tư vấn cho mình về chiếc xe bán tải để các bác có thể đi công trình, công trường hoặc đi gia đình rất là ok luôn. Ở đây thì em còn về thêm một chiếc xe Fortuner này. Fortuner với nước sơn màu đen đẹp. Đời 2011, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Em ơi, có Kia Sorento 2016 không? Kia Sorento em tạm hết anh nhá. Em tạm hết Kia Sorento ạ. Anh Trung Vũ ơi, em chỉ còn Kia, em chỉ còn Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao thôi. 466 triệu SUV đấy ạ. Và dòng Kia thì nhiều nhất vẫn là Kia Morning. Và thêm một chiếc xe Kia Rio nữa anh ạ. Còn Kia Sorento em tạm hết ạ. Em chào anh Hà Nguyễn nhá. Nhìn thấy anh Hà Nguyễn đang nhớ ngay đến điều hòa. Bác nào mà cần lắp điều hòa thì liên hệ bác Hà Nguyễn nhé. Giá cả quá là ok luôn. Em chào bác Tú Đan, Tú Cảnh Tú Đan Chi này. Em nhìn tên của chị rất là quen luôn. Một siêu phẩm Fortuner đây, biển Hải Phòng. Em này là hai cầu, số tự động máy xăng. Giá chào bán là 386 triệu. Fortuner 386 triệu đây ạ. Em chào anh Thêm này. Em về thêm một chiếc xe Fortuner màu bạc gốc Hà Nội, biển Hà Nội đây. Các bác này mỗi lần ra lắng nhìn em Hương ạ.
Đó, không phải sợ người lắng mà sợ điện thoại lóng. Em còn về thêm một chiếc xe Fortuner biển Hà Nội nữa đây ạ. Lước sơn màu bạc đẹp, phía sau có hai mắt cảm biến va chạm rồi. Gương kính cụp chỉnh tự động cho em. Đang sắp mua xe, đúng rồi. Sắp mua xe thì không thể nào bỏ qua em Lê Hương được, đúng không ạ? Anh bác Cảnh Tú Đan Chi để lại số điện thoại, cần quan tâm mẫu xe nào. Giảm từ 10 đến 15 triệu đồng trên một đầu xe cho khách hàng thân yêu. Luôn tham gia live stream cùng em Hương dù nắng hay mưa. Cứ em Hương like là các bác vào xem ủng hộ và mua xe. Thì là anh ơi để lại số điện thoại cho em nhé. Bên đây thì em mới về một chiếc xe Fortuner. Hải Dương anh ơi, Hải Dương mưa ra lửa luôn. Fortuner đời 2013, em này là số tự động máy xăng một cầu. Giá chào bán 450 triệu cho chiếc xe Fortuner của em Hương đây ạ. Fortuner máy xăng một cầu 450 triệu form dáng cực cao. Hôm qua thì em bận quá nên em chỉ quay qua được thôi. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em ạ. Anh Cảnh Tú Đan Chi ơi để lại số điện thoại cho em nhá. Anh Hà Tùng ơi chia sẻ cho em Hương nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2011 số tự động đẹp. Giá giật mình luôn. 2011 số tự động Kia Morning màu trắng đẹp mà giá chỉ có 218 triệu thôi. 500 anh mua tít nào không? Ý là với tài chính 500 mà anh. Anh Cảnh Tú Đan Chi ơi, nếu tài chính 500 anh quan tâm về xe 5 chỗ ngồi gầm cao hay là 5 chỗ ngồi số tự động hay là xe những dòng xe như thế nào nhỉ? 5 chỗ ngồi gầm cao thì có thể gần mua được bán tải rồi, gần mua được Xpander 7 chỗ ngồi rồi. Còn nếu 5 chỗ ngồi gầm cao mà để đi xe gia đình thanh cảnh thì còn có Mazda này, Kia Rio này. Nói chung là nhiều xe lắm ạ, à. Để lại số điện thoại cho em. Còn bác nào tài chính chỉ tầm 200 hoặc 201 thì em có một chiếc xe Kia Morning đời 2011 đây. Động cơ trang bị 1.0, nếu mua cho bà xã đi em này thì đẳng cấp luôn. 218 triệu bao rút hồ sơ cộng giảm giá cho mình. Còn bên đây thì hết tiền tiêu lên người yêu em cũng bán này. Đây là em Spark Van, em xe công vụ của em Lê Hương chân dài. Ngày xưa thì đi em này với là mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có 0.8 thôi. 0.8 thôi nên là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng bây giờ chân dài hơn ngày xưa rồi. Em muốn đổi xe này. Em để lại khách hàng nhà mình đang quan tâm chiếc xe Spark 5 chỗ ngồi, à 4, à 2 chỗ ngồi của em Hương nhé. Giá chỉ còn 75 triệu đến xem xe ưng em Hương lại bán tiếp. Bớt tiếp để lên xe đây. Để lên xe công vụ sang hơn một chút nào. Để sang hơn một chút nào. Có bán tải BT50 đời 2018-19 không em? Bán tải BT50 thì em chỉ còn một chiếc 2015 mới về thôi. Zin đẹp toàn xe, nước sơn màu xanh đẹp. Giá chào bán là 510 triệu đồng. Nếu như anh quan tâm về đời 2015 thì em có nhá. Rất là đẹp luôn. Zin đẹp toàn xe luôn, sơn si sạch đẹp ạ. Anh Trung Vũ để lại số điện thoại cho em. Em chào anh Lê Việt nhé. Lê Việt Tân, một bác làm bên đài truyền hình VTV. Bên đây thì em còn có Y10 này. Những Y10 này các bác nhìn thấy đâu ạ? Đặc biệt không ạ? Đánh ra đây rửa dọn rồi. Khách đang xem xe. Chắc là trong buổi live stream này em sẽ xuống là chốt xe thôi. Khách đến từ sáng rồi ở bên Thanh Hóa. Đang đợi chuyển nốt tiền là về rồi. Các bác này Y10 màu đỏ nhá. Đánh ra mà rửa như thế là có biến rồi. Là có lọc rồi. Anh Trung Vũ ơi để lại số điện thoại cho em ạ. Hôm nay thì em Hương còn về thêm một em cờ rui. Hôm trước bác nào đến xem cờ rui nhà em có hai chiếc rồi. Thì hôm nay em về thêm một chiếc nữa đây. Một chiếc cờ rui với nước sơn màu đen đẹp này. Biển 34. Úi dồi ôi, xe đẹp xuất sắc nhưng mà vừa mới về. À em này là đời 2012. Giá chào bán chỉ có 258 triệu thôi. 258 triệu cho chiếc xe cờ rui đời 2012. Biển 34 nha các bác nhé. Bản sedan 2 đầu mà giá chỉ hơn 200 triệu thì có cờ rui này, đèn bi salon này, giải đèn led đầy đủ rồi. Và yêu thích nhất của em nó, em ấn tượng là cái bộ mâm. Bộ mâm của em này 5 chấu nhưng mà nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Phanh ABS đầy đủ rồi. Cờ rui 2012 giá chào bán 258 triệu. Động cơ trang bị 1.6 nha. Bên trong xe có màn hình giải trí này. Vô lăng thiết kế 3 chấu và có túi khí an toàn. Phía dưới là thêm thảm cực kỳ sạch sẽ luôn. Nhiều xe đẹp quá, cảm ơn nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương mạnh mẽ lên nào các bác ơi.
Hôm nay thì em còn về thêm i10 này, Kia Morning, ôi nhiều lắm. Nên là các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình nào. Em chào anh Lam Phong Định đúng không ạ? i10 nào, hôm nay vừa em mới đưa mắt đây. Một chiếc xe Kia Morning biển van nhá. Em này van là đăng ký 2 chỗ ngồi. Cứ biển D là biển van rồi, là 2 chỗ ngồi rồi. Kia Morning siêu bán tải mini nhập Hàn nguyên chiếc đời 2012. Giá chào bán 225 triệu, động cơ 1.0 thôi ạ. Động cơ trang bị 1.0, 225 triệu đời 2012. Vios thì em có Vios này, một siêu phẩm Vios bản E đời 2015. Giá chào bán là 350 triệu, nước sơn màu vàng cát đẹp cho chiếc xe Vios đây ạ. Em phạm anh phạm địa chỉ ạ. Địa chỉ của em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em nằm ngay cạnh trường Đại học Hải Dương. Kết nối Zalo 0354602790 để em Lê Hương tư vấn nào. Anh Phạm Tuân ơi, em chào anh Đỗ Văn Thịnh ạ. Kết nối Zalo cho tư vấn cho mình nhá. Em chào anh Lam Hường, em chào anh Xuân Thực, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Vios bản E 350 triệu đời 2015 đây ạ. Xe cực chất cực đẹp luôn. Hôm nay em còn về thêm một chiếc xe nữa đây. Một em Kia Morning form dáng không đùa được đâu, cực kỳ thể thao luôn. Kia Morning với phần mâm cực kỳ chất lượng luôn các bác này. Kia Morning đây ạ. Em này là bản SI đời 2015, đăng ký 2016 mà giá chào bán chỉ có 255 triệu thôi. Kia Morning bản SI các bác nhá. Động cơ trang bị 1.2, 255 triệu. 255 triệu đây ạ. 255 triệu đây ạ. Kết nối Zalo em gửi định vị cho mình. 255 triệu có Kia Morning đi, cái màu sơn quá là yêu luôn. Đèn bi salon đầy đủ rồi. i10 anh bác Ngàn ơi, i10 thì em có đời 2016 số sàn, i10 màu trắng một đầu. Giá chào bán 2015 nhé. 2015 số sàn, giá chào bán 218 triệu. Bác Nguyễn, bác Ngàn mặc có 200 triệu rồi, em có xe 218. Bác cố lên tầm 8 triệu nữa, em giảm cho bác 10 triệu là vào việc. Chiếc xe Morning của i10 của em Hương đây ạ. Anh Ngàn Mạc ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Tại vì em nhìn, em nhìn ảnh đại diện này không có ảnh, không biết là bác là nam hay là nữ ạ. Đây bác nhá, một chiếc xe i10 đời 2015 với nước sơn màu trắng đẹp xin nhan trên hông rồi. 218 triệu, nếu như bác chốt trên livestream giảm luôn cho bác 10 triệu đồng trên livestream, còn 208 triệu, cái số rất là lộc lá rồi. Cộng thêm em sẽ bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Đây là nội thất bên trong của chiếc xe i10 đời 2015 đây ạ. Màn hình giải trí, vô lăng bọc cực kỳ xịn sò luôn. Áo da ghế kết hợp giữa đen và đỏ nhá, nhìn cực kỳ nóng bỏng luôn. Bên ngoài nước sơn màu trắng thì rất là nhã nhặn, nhưng bên trong là nước sơn màu đỏ đây. Giá chào bán 218 triệu. Trên livestream ngày hôm nay em để cho mình giá bao nhiêu ạ? 208 triệu cộng bao rút hồ sơ, gọi là bớt một phát 10 triệu đồng luôn rồi. Xe thì xe chỉ có hơn 200 một xíu xíu thôi. Em chào anh Hà Tiến Thành ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Thư ký nhà mình ơi, kết nối số điện thoại của anh Ngàn Mạc đi, để mình có thể tư vấn giao lưu với nhau về chiếc xe i10 của em Hương nhé. Xe thì em còn rất là nhiều. Em cảm ơn anh Trương này, chúc em Hương sức khỏe thật là tốt để lai like sức mỗi ngày, dạ lắng thật sự anh ạ. Đến bây giờ là em vừa đứng và dựa vào xe rồi, mặt mũi là hơi chóng mặt. Vừa đứng và dựa vào xe anh nhé. Anh Ngàn Mạc ơi, để lại số điện thoại cho em, kết nối trên Zalo để cho mình số đây. Máy xe đè số, cái giá xe cực kỳ ok luôn cho chiếc xe i10. 31 khách hàng thân yêu, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Quá là lắng luôn. i10 về thêm rất là nhiều Camry này. Một em Camry, xe này là xe chuẩn cán bộ rồi. Chuẩn cán bộ luôn.
MG một chủ sử dụng biển 37 số tự động đẹp nhập đài nguyên chiếc đời 2009, giá chỉ có 415 triệu thôi. 415 triệu cho chiếc xe KMG của em Hương này. Một chủ sử dụng nha, em chào bác Hà Vũ này. Bên đây em còn có Lacetti SE. Lacetti SE đời 2009, số tự động đẹp, số sàn các bác nhá. Giá chào bán là 210 triệu đồng cho chiếc xe Lacetti SE của em Hương này ạ. 210 triệu đồng cho chiếc xe Lacetti SE. Bên đây thì còn có Kia Morning. Hiện tại bên em rất là nhiều dòng xe Kia Morning giá rẻ, số tự động nhá. Mặc dù là giá rẻ thôi nhưng mà máy số đi cực ngon luôn. Không đâm xô, không ngập nước, đấy là điều chắc chắn ạ. Kia Morning đời 2010 em Hương đang bán là 225 triệu. 225 triệu có Kia Morning số tự động đi nhá. Em chào anh Trần Đức Anh. 30 khách hàng của em Hương nào chia sẻ nhiệt tình lên, quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em. Em chào bác Tố Diễm này, bác Kibon Kháng này, chia sẻ cho em đây Hương lên nào. Ở đây thì em Hương mới về thêm một chiếc xe Kia Morning nữa đây. Nhưng em này thì em chỉ nháp qua thôi, tại vì em chưa có giá, vừa mới về. Thật sự lúc buổi live bên ngoài là chưa có đâu, bây giờ mới về đây ạ. Kia Morning của em Hương mới về, nhìn cái màu đã yêu rồi. Bắt đầu rồi đấy.